Giãn mau mạch là hiện tượng giãn các mạch máu trên da, khiến cho da mặt bị nổi các mạch máu nhỏ li ti có màu đỏ, nhiều hình dạng khác nhau đan xen giống hình mạng nhện. Hiện tượng này thường xuất hiện ở mặt, những chỗ da mỏng, độ đàn hồi kém, điển hình ở vùng má, đầu mũi, trước xương quai hàm, hai bên thái dương. Ngoài da mặt, hiện tượng giãn mau mạch còn xuất hiện ở các vùng khác trên cơ thể như kheo chân, sau cẳng chân và vùng đùi. Hiện nay có một số nguyên nhân gây nên hiện tượng giãn mau mạch ở khu vực mặt cũng như là khu vực chân của khách hàng. Nguyên nhân đầu tiên phải xét đến đấy là do yếu tố di truyền. Có thể là do từ đời bố mẹ, ông bà của mình có làn da mỏng thì mình cũng có một làn da mỏng tương tự. Nguyên nhân thứ hai là do cái việc da bị lão hóa do tiếp xúc nhiều với ánh sáng, ánh nắng mặt trời. Nguyên nhân thứ ba là do khi mà trong cái quá trình mình sinh hoạt, vận động, mình gây áp lực mạnh cũng như là làm tổn thương cái khu vực da đấy của mình. Ví dụ thường là diễn ra ở khu vực chân, khi mà mình những công việc mà phải đứng nhiều và đi lại nhiều, tần suất đứng lại đi lại nhiều thì sẽ gây nên cái hiện tượng giãn mau mạch chân rất là nhanh, có thể gọi là bệnh nghề nghiệp. Một nguyên nhân phải xét đến nữa là do thói quen sử dụng mỹ phẩm chưa đúng cách của các quý vị khách hàng. Đôi khi là mình sử dụng các loại mỹ phẩm rất là nổi tiếng nhưng nó không phù hợp với cái nền da của mình thì cũng rất dễ gây nên cái hiện tượng giãn mau mạch cho khu vực mặt. Và cũng có những cái nguyên nhân nó rất là giản đơn, như là bạn sinh xong thay đổi nội tiết thì bạn cũng bị giãn mau mạch. Cái này nó liên quan đến việc thay đổi nội tiết tố ở bên trong cơ thể của mình. Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào điều trị thẩm mỹ, Oheo mang đến quý khách hàng công nghệ điều trị giãn mau mạch Mercury LX độc quyền, được chuyển giao bởi tập đoàn Wontech hàng đầu Hàn Quốc, trị tận gốc, dứt điểm giãn mau mạch tất cả các phần vùng. Thẩm mỹ Oheo là đơn vị đầu tiên và duy nhất áp dụng thành công công nghệ Mercury LX 2020. Ưu điểm của nó, thứ nhất là được FDA Hoa Kỳ kiểm định về độ an toàn và hiệu quả. Thứ hai là mỗi khi mà chiếu ánh sáng laser vào cái phần mao mạch máu bị tổn thương, nghĩa là cái phần giãn mao mạch ấy, thì nó sẽ đồng thời xịt ga lạnh làm mát luôn. Nghĩa là cái hiện tượng mà đau rát khi trị liệu là hoàn toàn không có. Đấy, nó chỉ hơi giật mình, hơi châm chích nhẹ một chút thôi. Đấy, một cái ưu điểm thứ ba nữa là đối với Mercury LX 2020 thì liệu trình rút ngắn gần như là đối với những mao mạch rất bé chỉ còn tầm khoảng 1-2 buổi là hết. Còn những mao mạch to chỉ dao động tầm 2-3 buổi, thậm chí dài lắm đến buổi thứ tư là đã nhìn thấy rõ ràng cái hiệu quả của công nghệ rồi. Giãn mau mạch để lâu ngày gây mất thẩm mỹ, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của người bệnh. Bởi vậy, việc điều trị sớm với công nghệ cao để dứt điểm giãn mau mạch là điều cần thiết. Thẩm mỹ Oheo tự hào là đơn vị hàng đầu về trị giãn mau mạch với hơn 10.000 ca thành công mỗi năm, là địa chỉ uy tín về điều trị giãn mau mạch tại Việt Nam. Xin chào toàn thể các quý vị khách hàng của thẩm mỹ Oheo. Quý vị khách hàng thân mến, bên cạnh Linh đây là cô Kim, một vị khách hàng đã trị giãn mau mạch tại thẩm mỹ Oheo và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với cô nhé. Xin chào cô ạ. Cô ơi, không biết là mình bị cái tình trạng giãn mau mạch trong thời gian lâu chưa ạ cô? Cô của mình cũng gần một năm. Gần một năm ạ. Vậy thì nguyên nhân tại sao mình bị, mình có biết không ạ? Thì cô cứ mặt nó cứ đỏ thì cô cứ nghĩ là nó bị viêm da, bị dị ứng. Dạ. Cô cũng đi chữa nhiều cái dị ứng rồi nhưng không ăn thua gì. Thì đỏ hết cả vùng mặt này, cằm này, gọi là đỏ hết. Tất cả mặt gần như tất cả mặt luôn đúng không ạ? Hầu như cả mặt luôn. Lúc buổi đầu điều trị thì rất đỏ, làm xong thì nó đỏ thì không ai tưởng tượng bằng. Nhưng buổi thứ hai đi là đỡ hơn nhiều. Cái buổi kết quả ngày hôm nay thì cũng điều trị xong nghe mặt là nhẹ nhõm. Cô có cảm thấy hài lòng không ạ? Hài lòng. Được các nhân viên ở đây thì cũng chăm sóc tận tình. Tôi cũng chia sẻ với các khách hàng nếu mà bị giãn mau mạch thì cứ tin tưởng ở Oheo này thì đến điều trị cho dứt điểm cái bệnh. Hello, xin chào các bạn. Mình tên là Hiền. Cách đây 3 năm thì mình có từng sử dụng kem trộn và mình là một nạn nhân của kem trộn. Thì cái thời điểm đấy là mình bị giãn mau mạch rất là nhiều ở vùng mũi và ở hai cái vùng bên này. Đấy. Thì mình đã tìm rất là nhiều nơi
cũng đi tìm rất là nhiều nơi để có những chỗ mà có thể chữa giãn mao mạch, nhưng mà mình cảm thấy là cái việc mà chữa giãn mao mạch rất là khó. Và khi mà mình tìm mình lướt trên Facebook ấy thì mình thấy có một cái đoạn quảng cáo của công ty Ohio. Đó thì mình thấy là các bạn đấy chữa, người ta giãn mao mạch rất là tốt. Thế nên là mình đã tìm đến Ohio và mình có tham gia cái khóa điều trị giãn mao mạch ở đây. Thì mình đã điều trị được 2 buổi và cái buổi ngày hôm nay là buổi thứ 3 rồi. Thì sau khi mà điều trị 2 buổi kia ấy thì mình cảm thấy là cái vùng giãn mao mạch ở hai cái bên mép của mình ấy là đỡ rất là nhiều. Đấy. Và vùng mũi này cũng đỡ rất là nhiều. Và hiện tại là mình hôm nay thì mình đi làm buổi thứ 3 và rất là mong là sau cái buổi thứ 3 này thì cái vùng mũi này của mình sẽ cải thiện nhiều hơn. Cảm ơn Ohio rất là nhiều. Trước đây chưa điều trị thì ở phần má chị cũng có một ít này, phần mũi chị thì nó nghĩa là nó đỏ và nó hay nghĩa là cứ thỉnh thoảng cái mùa hè nóng này là nó cứ đỏ rực hết cả lên mũi này, hai mũi và hai bên má ở các gò má này. Là mẹ ở dưới cằm là nó hay cũng đỏ lên nhưng mà nặng nhất ở phần mũi. Tức là mũi của chúng ta bị nặng nhất đúng không ạ? Các tình trạng này của chúng ta đã bị trong cái khoảng thời gian bao nhiêu lâu ạ chị? Nếu mà má thì chị khoảng hai cách đây khoảng năm thôi, nhưng mà về mũi chị bị từ ngày xưa rồi. Nhưng mà trời lạnh ấy là nó sẽ đỏ lên dần dần, thì cảm thấy dần nó sẽ nặng lên ấy, và nó sẽ có cái giãn lên những cái mao mạch đỏ nó dài hơn và nó đỏ và nó nặng hơn nhiều hơn so với ngày xưa, nên càng ngày càng nặng hơn. Có một lần thì chị lướt Facebook thôi. Facebook mà chị nhìn thấy và chị tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu, nhìn thấy số điện thoại chị gọi điện thì các em tư vấn, thì chị thực ra là chị cũng chưa quyết định bắn đâu, thì lên đây đi qua, thì chị có việc ở trên Hà Nội thì lên đi qua, thì vào chỗ bên em thì tư vấn, chị cũng đánh liều thôi, làm thử đánh liều thôi, chứ thực ra là cũng không có ý định làm đâu, thực ra đúng là thế đấy, không ý định làm đâu, thì đánh liều làm thử thì cũng có thể hiệu quả. Vâng ạ, thế thì sau cái lần liều làm thử đấy của mình thì đến bây giờ thì kết quả của mình như thế nào? Chị có thể thấy là hiện tại mặt chị là khỏi 100% rồi. Nhưng về mũi thì vẫn chưa, chị đã bắn lần thứ 3 thì khoảng 80, 70-80%. Chắc chị phải thêm 2 lần nữa, 2-3 lần nữa thì sẽ là...